Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lễ thập phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư vị Thánh Tăng. Đệ tử chúng con hôm nay hầu đủ yên lành cùng nhau tụng lạy đến với chùa Nam Vi này trong một ngày thật dài. Lớn mong chư Phật, chư vị Thiên Long Hộ Pháp từ bi gia hộ cho chúng con trong chư đó thành do pháp thoại, không sai thắng với chư Phật, không lầm nhân quả. Để người đó lấy người nghe điều trị ích lợi tiến tu hầu đạt cái sự giải thoát viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Chư Phó Đại con xin nhỏ lời với các Phật tử thầy pháp thoại gì đáng lẽ của ông chùa Việt Nam cho cô chú con. Hôm qua cô đi tới đi lui ông thấy cô nhớ mắt ông quát là sự trụ trì là miễn bắt cô hôm nay thấy chỗ này để con đi chạy một chút. Cái này không phải phần của cô mà ông cãi thì cô không, ông dạy thì cô không dám cãi, đó là nguyên do cô hiện diện bữa nay. Vậy là hôm nay cái ông dạy cô nói về cái ý nghĩa tại sao chúng ta có cái ngày lễ mà siêu cây đàn bạc độ đi quốc tế ở Tam Đồ. Thì cô sẽ nói theo những điều cô đã học trong kinh và những gì hòa thượng đã dạy cho cô. Thì Phật giáo chúng ta thì mình thấy ở bên Bắc Tông hay có những đàn tràng như thế này, ở bên Nam Tông thì hình như là ít hơn hoặc hình như không có. Nhưng mà thật sự ra trong những bộ kinh nguyên thủy của Nam Tông và Bắc Tông, tức là từ cái bộ Vikaya đó, thì chúng ta thấy có bộ tiểu bộ kinh, trong đó có hẳn một bộ kinh nói về nhà quỷ sự, tức là cảnh giới của người nhà quỷ. Và khi đề cập đến cảnh giới đó thì bao giờ Đức Phật cũng bảo là khi có ngày một kỳ nguyên hiện diện thì Ngài sẽ giải thích cho, còn không có ngày một kỳ nguyên thì Ngài không có đáp. Rồi chẳng hạn cái bộ kinh mà ở bên Bắc Tông Phật giáo thường hay tụng mà nhắc về cảnh giới mà của địa ngục thì cũng là bộ kinh Địa Tạng đó, thì được thuyết pháp ở khu trời Đau Lợi chứ không phải ở loài người. Khu trời Đau Lợi là chư thiên có thiên nhãn, thành ra khi Đức Phật dạy về cảnh giới mà nó quá cái khả năng của tập lực nhãn của loài người mà chỉ có chư thiên có thiên nhãn mới thấy được. Cho nên nói về địa ngục là quỷ thì Đức Phật thuyết một cái Địa Tạng tại khu trời Đau Lợi. Thì trong tiểu bộ kinh có một cái đoạn mà chư Tần Bà Sa La một hôm đi đến gặp Phật và hỏi là tại sao trong những giấc ngủ con thường thấy mộng mị, giờ đây khi con nghe tiếng kêu gào khóc dân dãn mà con không biết xuất phát từ đâu, do đó mà con ngủ không có ăn no. Thì các bộ kinh của Tam Phương cũng có ghi lại sự thức đó. Thì Phật giải thích thế này, đó là do những thân những điều đời của nhà vua bị đòi vào cảnh nhà nguy hoặc địa ngục, và họ thống khổ quá, họ không biết kêu gọi ai, cho nên họ gửi cái tín hiệu đến những người thân gần nhất của họ. Do đó mà Vua Tần Bà Sa La nghe được tín hiệu đó. Và nhà vua nó bảo có cách nào để cứu độ thân nhiếp mình bị đòn trong cảnh đó hay không? Thì phải nói chẳng phải là thân nhiếp một đời mà rất nhiều đời của mình. Thì khi đòi cái cảnh đó thì chỉ có làm thứ nhất là nhờ thần lực của chư Phật, chư Tăng, cũng như là phải cúng tế, cúng dường, bố thí và hầu hết công đức đó cho họ thì họ mới được siêu thanh. Thì nhà vua y lời và sau đó thì trong giấc ngủ không còn nghe tiếng gào khóc của họ nữa. Thì trong các bộ kinh mà gần với thời nguyên thủy nhất cô thấy có ghi sự kiện đó. Thì chúng ta biết là chỉ có Phật giáo mới là có những cái điều rất đặc
đặc biệt các cái tôn giáo khác. Những tôn giáo khác đang hiện diện trên thế giới cũng như tại biển này là như là Thiên Chúa giáo, Tin Lành và Hồi giáo, thì vì vậy lầm lầm lãnh dự. Nhưng mà các tôn giáo đó là các tôn giáo hữu thật. Còn riêng đạo Phật ấy, thì Ngài không có dạy chúng ta là có một Thượng Đế sinh ra thế gian này, và con người không đơn độc ở trên cái đất này như những thánh kinh khác, mà con người chúng ta hiện diện trên một thế giới gọi là quả đất, cái đất. Và cái đất đó là chỉ một trong hàng hà sa số thế giới. Nên là ông Einstein, một nhà hóa học của Mỹ, ông có nói câu thế này: khoa học càng tiến triển, tôn giáo càng đúng túng, vì người ta không có tìm được Thượng Đế ngồi ở đâu trên thế giới này. Và duy nhất chỉ có một tôn giáo không đúng túng đó là Phật giáo. Tại vì chúng ta đọc trong kinh và những lời dạy của Phật, thì Phật nói là trong một bát nước có vô số con trùng. Đó là câu nói mà Phật dạy các ông Ấn Độ cách đây 25 thế kỷ. Thì đến bây giờ chúng ta hiểu điều đó rất là bình thường, phải không ạ? Tức là có vô lượng con vi trùng vi khuẩn trong một bát nước, dẫn tới một đầu ngón tay của chúng ta cũng là một thế giới rất lớn của một loài vi khuẩn và vi trùng. Và Đức Phật nói là ngoài thế giới loài người còn vô số thế giới khác, và chúng ta chỉ là một hạt cát rất nhỏ so với số cát trong sông Hằng, thì hàng hà xa số thế giới. Những thế giới đó ở phương đông, phương tây, nam bắc, tứ duyên thượng hạ, rất là nhiều cảnh giới. Thì có những thế giới thanh tịnh gọi là tịnh độ, do chư Phật thì chỉ vì Bồ Tát hóa độ. Có những thế giới hưởng phước báo thì gọi là thế giới thiên thiên. Và thế giới chúng ta là thế giới loài người, và cũng có vô số thế giới loài người. Còn riêng có những cảnh giới nằm ngoài loài người, đó là cảnh giới của loài phi nhân. Nếu như những phi nhân đó mà có nghi thức thì gọi là thần. Những phi nhân thiên nhân đó có nguyên đức nhưng mà cũng có ác nghiệp thì gọi là quỷ. Rồi có những thế giới như là đau khổ, tiền duyên, đó là địa ngục. Thế giới mà sống thì là người bản năng, đó là loài thú, là súc sinh. Và một thế giới nữa là lòng quỷ. Thì trong những sáu đường luân hồi đó thì không có do Thượng Đế hay ai an bài hết. Cho nên mở đầu cái buổi mà thay đàn kính tới hôm nay là quý vị dạy ý nghe chúng ta đi đọc đó, thì hay xứng cái câu là nhiệt nhau dục liệu tri tam thế nhất thiết phật tinh quán pháp thứ tám nhất thiết duy tâm tạo. Tất cả thế giới đó đều do chúng ta tạo nên ha. Chẳng hạn như chúng ta ngồi cùng ở trong những người này, nhưng mà mỗi người một cách tâm niệm cho người vui, người buồn, người quan hỷ, thì các em để ý lại cái thời của chúng ta là thời của ta còn trẻ đấy, biết mình tuổi thời đó vui thì cười, buồn thì khóc, nhưng mà sau đó chúng ta quên mất cái là tâm xã rất mạnh, thì đó là thế giới trẻ thơ. Nhưng mà khi mà cơ thể chúng ta bắt đầu lớn lên hoàn bị, thì khi đó chúng ta bắt đầu vất vả rất mạnh. Một cái chuyện vui chúng ta sẽ nhớ, nhưng mà nhớ lâu hơn cái chuyện buồn ôm ấp từ ngày này qua tháng kia. Và khi cái đời sống của con người mình so với những thế giới mà Đức Phật giới thiệu trong sáu đường luân hồi, chẳng hạn như 100 năm của cõi người thì chỉ bằng một ngày ở cung trời đau lợi, và một ngày một đêm của cung ngày cung trời đau lợi thì đó là một kiếp người mình trôi qua. Và trong nhà Phật nói là không ai đưa chúng ta đi luân hồi, không ai ép mình thực hiện phạm ác đó, nhờ do tâm niệm của chúng ta. Và trong sáu điều luân hồi đó thì riêng con người thì bất những vị Bồ Tát nhất sanh bổn xứ rất miễn thị, mà tôi mà muốn chứng đạo thì cũng phải mang thân người. Vì thân người chúng ta tuy là nó ngắn ngủi hơn kỳ thiên, nhưng mà mình có cái khả năng rất hay là mình có thể kiềm chế cơn giận, cơn sân của mình. Tôi đưa ví dụ chẳng hạn như là trong nhà quý vị, trong nhà ví dụ như là tôi thường thấy như ba má con đi nghi lộn, cái tự nhiên có khách đến, cái hai người vui vẻ tăng tóc mặt mừng, như là đó một việc được hạnh phúc vui vẻ. Tiếng khách suốt ngày xong tiễn khách ra bắt đầu nghi lộn tí đó nè. Như vậy thì chúng ta có khả năng kiềm chế cơn giận được, thì cái điều đó thầy không đến mình không có. Đó là đường tóc là thấy khách tới diễn giảng nằm già, bây giờ mà mẹ giác đức rồi mới đứng về. Trong khi đó thì chúng ta lớn lên chúng ta có cái khả năng đó. Nhưng
Nhưng mà chúng ta không có biết nhiều khả năng đó để kiềm chế bớt những cái tâm tham sân si nảy lừng của mình. Cho nên những người nào biết hay dùng cái khả năng đó kiềm chế bớt những tâm niệm xấu thì khi lâm chung với một cái tâm niệm hoan hỷ vui vẻ, người này sẽ sinh lên vật trời hoặc ở người hưởng phước. Mà nếu là theo những tâm tham sân si đó thì mặt lẫy lừng, tâm sân quá nặng rơi vào địa ngục, tâm si tức là đời sắc bản năng thú tính quá nặng sẽ rơi vào lời thú, và nếu mà tâm tham quá nặng sẽ rơi vào lời ngạ quỷ đối khác. Nên là cái câu mà thường sám hối đó, sau cái lời hướng thị là tất cả như tâm tạo, thì Chư Tăng mới là hướng dẫn cho những vô minh sám hối. Và chúng ta là loài người cũng hay sám hối là con xưa lỡ tạo bao ác nghiệp đều do vô thủy tham sân si, từ thân thể ấy phát sinh ra hết thảy con này sinh sám hối. Thì Đức Phật có dạy thế này: nếu một thế gian này bị chi phối bởi nhân quả và nhân duyên, nếu tất cả chúng sinh đều hãy chịu nghiệp quả xấu mình đã gieo thì không có ai mà có thể thành Phật được. Nhưng mà chúng ta có thể chuyển cái quả xấu đó bằng cách là ngừng sám hối, đừng tiếp tục nó nữa. Cho nên cái đây là mặc độ hôm nay các em thấy là sẽ có cái lời sám hối ngắn đầu tiên, và sau đó đến cái lần vấn thị để dạy cho những dân linh dân dân hiện diện ở đây, và kết thúc bằng một lễ quy y. Thì giữa quy y và không quy y nó khác nhau thế nào? Thì nó khác nhau giống như cái người mà du khách và một người có quốc tịch Mỹ. Tôi là một người du khách, tôi không thể sanh mà cũng không có quốc tịch Mỹ, thì cô qua đây tôi cũng được đi trên những con đường, cũng được hưởng dụng tất cả tiện nghi như những người dân bản xứ ở đây. Nhưng khi cô có tai nạn phải đi đến nhà thương thì cô quốc tịch Việt Nam sao nè, cô không được hưởng những quyền lợi của quốc tịch Mỹ. Và khi mà cô có bị ai bị ăn hiếp thì chính phủ chỉ bảo vệ, bộ nhất đó chỉ bảo vệ cô trong phạm vi của người du khách thôi. Nhưng mà cái người quốc tịch của cô đó sẽ chịu trách nhiệm về cô. Tại đang có làm cô cũng ganh tị lắm. Tại cô thấy ông Bill Clinton khi có một người phụ nữ mà báo chí bị bắt kêu tiên giam giữ, bà đi qua mà ông thương khiến sao ông trở về bằng cái chuyên cơ của ông. Nếu mà người ta có thể mà bảo vệ một người dân của họ mà đem bị ăn hiếp, bị giam giữ ở đâu để trở về đây, thì cái lễ quy y của một người Phật tử tu thì trung tâm thôi. Nhưng mà lễ quy y là cái ngày đó em gia nhập vào quốc tịch của Phật, và hàng hậu pháp tồi tà phục chánh sẽ bảo vệ các em. Em hiểu chứ? Tại cái ngày đó mình phát nguyện con trọn đời quy y Phật, trọn đời y quy pháp, trọn đời quy y tăng, chính vị hiền thánh tăng, thì con không quy y tà thần quỷ vật. Thì ngày đó người đó coi như chính thức gia nhập vào quốc tịch của Phật, cũng như là gia nhập vào cái lễ em ở đây có thể sanh hoặc là du khách như cô thì cũng có cái sự phân biệt đối xử. Nhưng mà ngày em gia nhập được có được quốc tịch Mỹ thì bộ tư pháp, hành pháp và làm pháp của nước Mỹ sẽ bảo hộ em. Thì khi một người Phật tử quy y cũng vậy. Cho nên các em sẽ thấy là trong chùa chúng ta thờ hai bằng phong là những người Phật tử đã quy y, hoặc chưa quy y mà gửi vong nơi đây thì cũng phải có lễ quy y mới được thờ hai bằng phong. Thì những vị đó sẽ được cúng tế và được nhập ở trong gia đình trong chùa này, hoặc là bất cứ chùa nào có bằng phong thì vì mà quy y rồi thì được bảo hộ hết. Cũng như là các tòa đại sứ của nước Mỹ sẽ bảo hộ tất cả con dân của họ ở trên khắp thế giới. Rồi bây giờ cái người mà chưa từng quy gia nhập á, chưa từng quy y, thì khi đối khác chỉ được ăn ở cái bàn dành cho hôn lễ là bàn cô hồn. Cái gì để ý không? Thật là âm dương quy vị lý, tức là hai bên cõi âm và cõi dương không có gì khác nhau hết. Thì như vậy thì chúng ta lập cái đàn siêu đàn bàn độ là đối với những người thân nhân mình trong quá khứ, hoặc bảy đời, hoặc chín đời, quá khứ kỳ trước. Thì Phật có dạy thế này: chưa từng có người nào mà mình gặp nhau trên cõi thế gian này mà chưa phải từng làm cha mẹ anh em của mình. Cho nên có cái sự huyết thống liên hệ với nhau đó, thì có sự trầm cảm. Tôi đưa ví dụ như là một cái thần thông mà loài người bây giờ là sử dụng là cái cell phone đó. Thì khi tôi có cell phone như thế này,
tay này cô nâng hết những thân thể của cô, cho nên khi cô gọi đến hay các em gọi đến thì cô bắt được cái tín hiệu đó, mà người không có cái số phone trong này thì đôi khi gọi đến cô không bắt, và cô gọi họ cũng không bắt được. Thì trong cái mối liên hệ huyết thống nhiều đời, nó có cái tình thân với nhau đó, thì khi những người ở trong cõi âm của chúng ta mà chưa được siêu thoát, hoặc là họ không có được sinh được những cõi tình, và là tình độ của chư Phật, chư vị Bồ Tát, không sinh được cõi chân thiên, không sinh được cõi người, mà họ lạc vào loài ngạ quỷ đối khác hàng trăm năm, có khi hàng nghìn năm, chưa có giác dơ giác dưỡng, không có một nơi nào. Thì khi đó chúng ta cầu nguyện thì họ đã nhận được cái tín hiệu đó, họ sẽ tụ họp về đây. Cho nên quý vị thấy rằng trước hết là lập những cái cây mà giống như cây miêu, cây phan á, ở ngoài dòng đại giới, tức là qua chung quanh chùa. Rồi trong này thì khi đó những gì đó sẽ được nghe cái tiếng kêu gọi. Trong cái lúc mà đọc tên á, kêu gọi từng gia tộc, mà khi mà các gia đình mình gửi tên á, thì các gì đó trong cổ quyền thất tổ mình sẽ tụ tập gì đây. Kim Tăng sẽ ngày hôm qua thì tôi nhớ là thầy có ông có giảng cái buổi lễ là khai thị cho ông, tức là những cảnh giới đó họ sẽ nghe sám hối cho họ. Rồi cuối cùng là cái buổi chiều nay chúng ta sẽ tiễn nhau, tiễn người đó đi về, thì tùy theo cái duyên của họ, họ sẽ được đi tái sinh ở một cái cõi giới nào, thì cõi trời cõi người, hoặc là sẽ được siêu độ vào trong một cái cảnh giới nào tùy theo duyên nghiệp của họ. Cho nên sau khi quy y nghe giảng pháp thì họ khởi những cái tâm tốt, và do đó mà họ được đi. Giống như là chúng ta có cái lúc mà đi Điện Biên thì trước hết là tụ họp ở những cái đảo, rồi sau đó phân loại, thấy không? Cái người nào phân loại thì người nào có người thân ở Mỹ sẽ được đưa về Mỹ, người thân ở châu Âu, người thân ở Úc, Canada hoặc là nước nào đó thì sẽ định cư đi theo cái tiếng, cái lời bảo lãnh của thân nhân mình, để chúng ta đi đến định cư. Thì những gì mà vong hồn mà giấc dư giấc lĩnh thì sẽ được siêu độ theo như vậy. Còn giả sử như sau khi xét hết mà không có được thì phải ở trong cảnh giới như vậy cả nghìn năm, không có được tái sinh. Thì trong lúc đó thì họ mời mình đối khác thì vô cùng sầu khổ. Do đó mà siêu đàn bạc đồ như vậy là lập những cái lễ để mà cầu nguyện cái của quyền thất tổ của mình, hoặc là những dông lên giấc dư giấc dưỡng thì sẽ được nghe pháp, được giúp được nghe niệm Phật và chuyển đổi cái tâm xấu thành tâm tốt, giúp giấc dư tâm tạo. Thì do cái tâm tốt đó mà họ sẽ được tái sinh như một cái lòng tương ứng. Thì các Phật tử hiểu chưa này? Thì tôi nhớ là có một lần nghe anh em hỏi Phật, tại sao cùng là những chúng sinh phàm phu như tụi con, và Đức Phật hay quá, ngày biết phát tâm vô thượng Bồ Đề, rồi ngày tu một hơi thành Phật, mà con nghe Phật kể rằng con đã từng phát tâm với Phật một lần, và trong những tiền kiếp dự chứng con cũng là thân cận với Ngài, và bây giờ sao con vẫn là những chúng sinh phàm phu mà Đức Phật thành Phật? Như vậy thì cái Đức Phật phát tâm đầu tiên là ở đâu? Thì khi đó Đức Phật dạy thế này: nên ta phát tâm đầu tiên không phải là ở thiên, không phải là ở người, mà chúng ta phát tâm tại địa ngục An Tỳ, tức là cái nơi khổ nhất, cái sự khổ triền miên không bao giờ gián đoạn. Thì ta kể rằng trong lúc đó là Ngài bị đọa vào do một cái nhân không tốt, là hình như xúc phạm đến mẹ, hay là hổ hay là đánh mẹ gì đó, thì Ngài bị đọa vào An Tỳ địa ngục. Thì nghiệp lực kiêu cảm do tâm sân của Ngài, Ngài bị một cái dòng lửa trên, nó đội liền trên đầu, thì đau quá Ngài chạy rồi la, và Ngài hỏi cái người điện giữ ngục là làm sao tôi thoát cái dòng lửa này. Thì tên quỷ dư địa ngục mới nói: bao giờ mà trên thế gian này có một tên mà nó dữ hơn ông, ác hơn ông mới xuống đây, thì cái dòng lửa thì tự động đi qua bên đầu của nó và ông sẽ thoát, ông được đầu cái dòng nhỏ hơn một chút. Thì ngay khi đau đớn như vậy thì niệm đầu tiên của Phật là Ngài mong có một người nào đến thế chỗ mình để mình được bớt khổ hơn. Nhưng mà sau đó Ngài khởi một cái tâm là nếu ai cũng xuống đây cũng khổ như vậy thì thôi, tôi tình nguyện đầy đầy dòng lửa này đời đời kiếp kiếp,
ước mong sao không có người thứ hai nào đau khổ như tôi. Thì điều khởi cái điều đó xong thì Ngài thấy lập tức dòng lửa biến mất và Ngài sinh lên con trời Tam Thiên. Từ đó không bao giờ rơi vào địa ngục, trừ khi do nguyện mà Ngài đi tái sinh vào đó đi độ sinh. Thì cái đời, tôi vào cái bài đó cũng rất là cảm động. Từ do một niệm sanh rơi xuống địa ngục, do mà khởi một niệm từ, có nghĩa là nghĩ ai cũng xuống đây cũng đau khổ như mình, thì thôi mình ở đây trọn đời ước mong sao đừng có ai bị cái khổ này, tức là một niềm từ, một niềm bi, thì lập tức sinh lên thiên đường. Như vậy thì trong đạo Phật ấy, chỉ một niềm chuyển thôi, tạp nhập và so tâm. Những người hôm qua lòng dạ xa, kim chiêu Bồ Tát vậy, ngày hôm nay mặc Bồ Tát. Bồ Tát và dạ xa chỉ cách nhau có một lần tơ thôi. Bồ Tát như dạ xa chỉ cách nhất điều tuyến. Thì chỉ cần đổi một tâm niệm thì địa ngục biến thành thiên đường. Thì Phật tử hiểu chứ. Thành ra mỗi người chúng ta thì chậm chậm phải xét rồi chúng ta mới phân loại rồi mới đưa đi định cư. Nhưng mà trong cảnh giới vô hình này thì chỉ cần nghe một cái lời giảng tất chư Phật, lời kêu với chư Phật, và ta muốn mà quý thầy lập những cái đàn tràng như thế này, thì cái người mà yêu cầu Phật lập ra đàn tràng này cái gì biết là ai? Tôn giả A Nan. Thành ra ở Tôn giả A Nan là ân nhân của các loại thập loại con hồn đó. Lại Ngài là người gì muốn chứng quả sơ lão tương đầu là, tức là Ngài chưa có thần thông. Nhưng mà khi nghe Phật nói về cảnh giới nào quỷ và cảnh giới của những chúng sinh đau khổ khi chưa có chỗ tái sinh, thì Ngài mới quỳ xuống xin Phật có cách nào giúp cho những chúng sinh ở khỏi đó. Tại vì đâu phải ai cũng có duyên để mà gặp Phật, được nghe lời pháp sư giảng dạy. Thì Phật mới dạy cho Ngài về cái cách bàn trí, cái cách mà tổ chức những cái lễ mà cai đàn, bạc độ, tam đồ như thế này. Cho nên Ngài là ân nhân của thập loại vô hồn. Chúng ta hay lễ là Nam Mô Khải Giáo A Na Đàm Tôn Giả. Cho nên khi mà cô ở trong chùa đó, hồi mỗi nửa tháng lại thù ân, thì bên mi lại cảm ơn Ngài A Na là đã xin cho phụ nữ được gieo nhặt tăng đoàn. Và sau khi gieo nhặt rồi thì được chứng quả tu học y như những nam giới, và chứng quả thành tù không có khác gì với nam giới đó. Và riêng trong cái lễ dẫn tế hay là buổi chiều mà tù mà theo luôn luôn cũng có cái lễ cảm ơn Ngài A Na đã thỉnh Phật để mà Ngài chỉ cho cái cách mà lập cái lễ như thế này để cứu bạc những người ở cõi âm mà chưa được siêu thoát. Các bạn tưởng đó không này à, thì đó là những lời mà cô nghe và cô hiểu được qua kinh và qua lời của các hòa thượng dạy. Cho nên chúng ta không có cái khả năng được thấy những cõi đó, chỉ muốn thấy cõi đó thì chúng ta bằng cặp mắt nhục nhãn chúng ta không thấy được, thiên nhãn sẽ thấy được. Cho nên khi đề cập những cảnh giới này thì Phật hay khuyên là bao giờ đợi ngày một kiền liên hiện diện thì Ngài sẽ nói, vì ngày một kiền liên có thiên nhãn nhìn thấy và ngày kiền liên sẽ kiểm soát mấy coi như là làm chứng cho. Giống như những chuyến đầu tiên cô qua Mỹ, cô đi về cô không có, cô kể lại với dân là cô qua Mỹ như thế nào. Thì cô nói là tìm nào có một cô Việt Kiều, có ông Việt Kiều nào về đây thì cô sẽ kể cho. Chứ cô kể cho nó không tin được. Thế là 10 năm trước đây cô qua bên này, cô thấy đi qua những cây xăng á, xăng tự đổ xăng, không thấy ông nào ra đổ như ở Việt Nam hết. Rồi đổ xăng xong không chịu trả tiền, rồi vô tiền vô với cái số của mua đồ cô không trả tiền. Thì cô nhắc sao không trả tiền trên tay, thì mấy vị nó mới đưa ra một cái thẻ như này, mấy vị nó lấy cái này quẹt đó là xong rồi cô. Thì cô thấy tiện lợi quá cho nên sau đó cô cũng ấp ủng, cô cũng muốn có một cái, tức là cũng có mấy cái mà quẹt một cái con trả tiền. Thì khi đó các Phật tử mới nói không phải đâu cô ơi, con quẹt như vậy tức là một số tiền của con đã bị trừ rồi. Thì cô không tin, tại là trước khi em đã trả tiền quẹt thì cô bị em đưa cái thẻ cô coi, cô nhồn cho kỹ xong rồi cô trả lại, lấy cái quẹt xong cô cũng được. Cô thấy cô đâu thấy gạch dấu, cô mới thấy được vỏ, làm sao biết một số tiền đã trả. Nó vậy cho mà tính một cái họ có sai một đồng ha. Thì khi đó cô mới cảm nhận, à hóa ra lời Phật dạy mình, chẳng hạn như các Phật tử như hồi nãy chị Tâm Hạnh chỉ vô đặt cô cái cục chỉ lễ xuống, chỉ mười lễ là làm con gạch là con nhảy từ trên giường xuống đất luôn.
Tại vì khi một người Phật tử tâm thành để một vị tâm, vì vị tâm còn phàm phu, vị này sẽ qua được một cái này, chỉ cái tâm tính Phật trọng tâm. Và khi lễ như vậy là người ta về cái tấm ngã mạng của người ta. Nhưng mà vị tâm mà có đức ấy, là sau mà cái tổ số phước cái tổ bị chỉ quẹt thẻ, tôi đang có cho chỉ quẹt tôi nhảy xuống đất rồi, làm ra chị bị hồn. Quý vị thấy không? Thì cô quý vị là Phật nói là cẩn trọng khi ăn quen tâm đề ngủ quán. Rồi khi ngủ quán đó, ăn cơm sao thì tránh cái bát đó uống luôn. Tại vì một hạt cơm của tính khí cũng rất khó tan. Thì những cái hành động của mình khi khởi từ tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả thì đem một cái phước lành. Và một tâm tham, tâm sân, vừa sự tự làm hoặc xuống người làm và thấy người làm mà tán thán theo thì có ba cái nghiệp giống nhau hết, gọi là cộng nghiệp. Cho nên nhất thiết duyên tâm tạo. Như vậy thì ngày hôm nay cô chỉ nói về cái lễ, tại sao chúng ta đặt như thế này, thế này là do Phật chỉ cho người ăn nghe, rồi chư tổ mới đặt như cái đàn càng chúng ta không thấy được, nhưng mà có. Đó là giống như ở trong nhà mình có cái truyền hình, có cái computer, có điện, và chúng ta biết cách sử dụng thì chúng ta có thể đọc hết tất cả tin tức. Và chẳng hạn như cái truyền hình mà nó có, ở đây là có 80 đài chẳng hạn, nếu có cách mở thì chúng ta sẽ mời ông Obama tới nhà nói chuyện với mình nghe, phải không quý vị? Có để ý không? Rồi có thể mời ca sĩ đặt tốt hoặc là mời đã đạo nhân tư như nhà mình ở, ông không đến không đi, nhưng mà trong nhà mình đối diện với ông. Nhưng mà mình cũng có thể mời những người rất xấu vô trong đó. Thành ra do một đứa bé cái laptop trong nhà nó có thể giao tiếp với những cái người rất xấu. Như vậy thì bằng tâm của chúng ta cũng vậy, khi chúng ta khai mở những điều tốt, tức là báo những điều tốt, chúng ta niệm Phật thì có Phật, niệm Bồ Tát thì có Bồ Tát. Đó là mà niệm chúng sanh, niệm tham sân si thì chiêu cảm những cái điều xấu. Ý như cái sinh phong của cô à, trong này cô có khoảng 200 địa chỉ, cô bấm tới đâu thì người đó nói chuyện với cô. Thì cái này là một loại thần thông gọi là thiên nhĩ thông, là khai bằng cái lỗ tai. Thì cái laptop, iPad của chúng ta, cái truyền hình đó là một loại là nghĩa là thiên nhãn thông, thấy những cảnh giới mà chúng ta không thấy. Thì bây giờ người ta còn tiến triển đến là có thể mấy bố ta chụp luôn được cái ý tưởng của mình nữa. Cho nên khi khoa học càng tiến triển thì Phật giáo không lúng túng, chỉ có tôn giáo duy nhất không lúng túng là Đức Phật. Cho nên và Đức Phật có dạy chúng ta như thế này, phải tin nhân quả. Đó là bước đầu của một người Phật tử. Và tin nhân quả thì tin vô sáu đường luân hồi, chúng ta không cô đơn trong con thế giới này. Và tin nhân quả biết Phật là chỉ rõ sáu đường luân hồi, và Phật dạy luôn chưa từng có chúng sinh nào trên thế gian này mà chưa từng phải là thân nguyên lục thân nguyên thuộc của mình. Và điều nữa là Phật nhắn nhủ đời sống ngắn ngủi, ngày hôm nay còn, ngày mai chưa chắc đã còn. Ta phải biết rõ vô thường để chúng ta đối xử với nhau, trân trọng những ngày còn bên nhau để chia tay không liên tiếp. Và trong thủy sáng đó, ngày Ngồi Đạt, ngày Báo Dạy, chúng ta thấy này, một người đành đông, một người đành tay, chưa từng gặp nhau thì không có bao giờ gieo oán thù, mà hai người cùng ở chung với nhau rồi đụng chạm với nhau, cho nên tất cả thành thù oán. Cho nên kẻ thù bây giờ có thể là người thân ngày xưa. Thành ra chúng ta muốn không ai đưa chúng ta lên thiên đường, mà không ai đưa chúng ta xuống địa ngục, mà do tâm chúng ta. Cho nên chúng ta sống rồi chúng ta sẽ ra đi, có sinh sẽ có tử. Thì cô có nhỏ em nó hỏi cô, sao em tu mà em sợ ma quá, có cách nào để làm cho em hết sợ ma? Mà nghe nói ví dụ mà đi cảnh tế em còn sợ con quỷ luôn nữa, bây giờ làm sao để hết sợ? Thì cô đáp thế này, trước khi làm người mình làm mong ma, tái ma, tức là mình làm hương linh. Rồi sau khi làm người mình cũng trở thành mong ma, tóm lại là ma nhiều hơn làm người, bắt cái gì thấy sợ. Thế nên người Phật tử hiểu rõ nhân quả và nhân duyên, hiểu rõ sáu đường luân hồi rồi thì coi cái thân mình này giống như một cái xe. Khi chúng ta mua cái xe, mà quý vị biết cái xe mà vừa xuất ở sở đó, khi mà mua cái xe 50.000 đô ha, mà quý vị lôi ra mà chạy một vòng vô cả là ta trừ hết ngàn rồi, chạy từ 5.000,
sau một năm còn bao nhiêu? 40.000. Thì là khi chúng ta mới sinh ra đời là một bộ máy, một cái xe rất tốt, nhưng mà càng ngày càng lớn, xanh già bệnh rồi, cái xe có thể hư dọc đường, có không phải là nó nhất định phải xài 100 năm đâu. Và đến ngày bây giờ thì chúng ta thấy ở đây là xe hư hơi nhiều nè, giờ mà tóc bạc có nghĩa là xe đó là cũng đã giá gõ giá bánh nè, phải không nè, quên trước quên sau nè, nên là kiến hơi là có gì đó nè. Rồi giờ cũng kỳ không được, người đó bắt giờ là thắng nước rồi đó, sửa được thì sửa xài lại, sửa không được mua xe mới. Con rút kinh nghiệm rồi, ở Mỹ phải xài đồ mới, không có ai mà sửa cái xe hoài mà luôn luôn sửa mua xe mới. Con có ý kiến có hơi, con lại ông cái tiệm đó, ông Mỹ, tôi nói là nó xuất cái khóa này ông gắn được tôi, ông nói 2 ngày cô lấy 2 ngày ông ăn cô 2 cục đồng gắn cái cọng này vô. Mà cô đeo lên cho con rớt cái mắt kiến xuống. Cái cô nói cái mắt kiến tôi lớn rồi, cái ổng nói cô sửa là cô sửa cái cọng cho con chưa có sửa cái gì chứ. Thật ra cô không sửa cái mắt như này, đứng sửa cái này ông cô đưa lên thêm 40. Cô tức mình cô bỏ ra 50 cô mua cái kiến bánh. Thà mua xe mới còn hơn là sửa xe cũ. Quý vị có để ý không? Như vậy thì cái thân chúng ta nếu một người Phật tử thật sự nhìn biết mình sinh ra là mang ánh tử rồi, chỉ biết không biết cái ánh đến chừng nào thôi, 10 năm, 20 năm đó. Còn là người nào trăm năm giống như là sống đến lúc mà nhỏ hết chân ra, mắt mờ, tay điếc cả, dây ở trên lòng thầm, dây ở dưới lòng thầm, cái xe để nó hư hết trơn mà cũng ráng bám dần, thôi thì đổi xe mới cho nào. Còn duyên thì ta ở, hết duyên ta đi liền. Chỉ có cái là khi mà mua được cái xe mới phải tốt hơn cái xe cũ. Cái xe mới tệ hơn thì mình phải sửa xe cũ để xài. Thì biết thế nào cũng sao đi, cũng chia tay. Thì cái thân mới phải là thân trời hoặc thân người. Giữ năm giới trọn vẹn, sống đúng con người, phải không? Không giết, không trộm, không phải từng, không dối trá, không rượu chè say sưa. Người này say sưa bằng với người, và người này là tâm tình đương diễn xã sinh lên cõi trời. Và nếu người này sinh về cõi Phật thì tùy cái nguyện mình thọ sinh. Thì cái cõi mà chúng ta thấy là hay có duyên như chúng sinh cõi này, mà bà Di Đà duyên đại diện cho một người nữ cư sĩ thời Phật, bà chọn là cõi của Đức A Di Đà ở phương Tây, thì chỉ cần nhớ đến Phật trong 10 niệm thì chúng ta được vãng sinh. Đó là nguyên do mà các đạo tràng tình độ bây giờ hay lập trên khắp nơi ở trên thế giới này. Nhưng mà không biết ở đây có ai làm biến niệm Phật, chứ cô hồi xưa có niệm Phật cô làm biến đó. Tại cô nghe nói là 10 niệm được giảng sư, mà giờ mình còn trẻ quá, mình phải niệm tới mấy chục năm thì thôi để mình gần chết mình sẽ niệm, phải không ạ? Nhưng mà thật sự ra thì nếu quý vị dùng những tâm mình hàng ngàn, chúng ta niệm chúng sinh thì nhiều, niệm thị phi phải quấy tốt xấu, những đó nó làm tâm chúng ta tán loạn đi. Cho nên chúng ta có một cái khả năng rất tốt, y như Phật không khác, nhưng mà tâm thường bị đi tới đi lui bởi những cái hỷ độ ái ố, cho nên là lành tâm chúng ta mờ đi. Thành ra niệm Phật là nhớ đến Phật, dùng cái tâm đó, dùng câu niệm Phật là trì danh để quét hết những cái hỷ độ ái ố thường chi phối của tâm mình. Thì ngay lúc đó là một loại thiền định rồi, tức là ngừng lại để tâm không bị tán loạn, đó là thiền định. Và tâm không tán loạn thì chúng ta luôn luôn sáng suốt, và sáng suốt bình thiền định là công việc đó là bình tĩnh, sáng suốt đó là huệ. Sáng suốt thì bình tĩnh hình như cái gì cần làm, cái gì không cần làm, đó là giới. Mà giới định huệ có đủ thì ở đó là chúng ta đủ điều kiện để là một người Phật tử tự tại đi lại trong ba cõi. Nên cô xin là mượn lời của Hòa Thượng Hư Vân, khi mà đệ tử hỏi là khi xin thầy ngày sắp tịch năm 120 tuổi, đệ tử nói là xin thầy dạy con một câu phấn hậu để con làm kim chỉ nam mà tu. Thì ngày dạy thế này: khi lòng con dám tham sân si thì nghe đó là giới định huệ. Hay cái đó giống như khi nào có đèn thì không có bóng tối, thì tham
là sự khao khát khi gặp cảnh thuận, sân là sự bực bội khi gặp cảnh nghịch, si là sự tâm tối sống quá ích kỷ, bản năng của con người mình chấp ngã quá nặng. Thì ba cái đó mà nếu để mình sẽ đưa chúng ta sang ba điều nhiều. Nhưng mà khi chúng ta là lòng chúng ta mà giống tham sân si thì nghe đó là giới định huệ, tức là khi bình tĩnh luôn luôn sáng suốt. Bình tĩnh và sáng suốt thì không sai lầm trong lời nói và việc làm, trong ý nghĩ, thì cái đó chính là giới định huệ. Thì chúc các Phật tử trong khi xài xe cũ và sửa xe cũ thì phải chuẩn bị cho cái xe mới. Cái xe mới đó là làm sao để lấy tham sân si chi phối mình. Tại nhớ nhiều nguyên nhân báo tin ông đã tới. Thì ông đã tới có nghĩa là cô có quyền nghỉ. Để quý vị nghỉ nhau. Vậy là cô làm xong lời quỷ thác của sân ôn. Thì chắc nhiều cô có thể nhẫn giờ lâu mài mà không sợ ông dọn nước mắt nữa. Tới giờ là phải không Phật? Thôi giờ mình hồi hướng nha. Nguyện lên trong lúc này để tâm ba lòng cả để hạ chúng ma sanh để trọn thành Phật. Cô cũng xin được gửi lời từ giả các Phật tử. Đáng lẽ sau thời pháp thoại thì có sự trao đổi, nhưng mà ở đây thì cô thấy quý ông với thầy hiện diện rất đông. Quý vị có gì thắc mắc hả? Cô thấy có quý thầy cứ diễn đi ra nguyên.